大家好，我是阿达，sau đây mình sẽ trình bày bài tập của mình. Về vấn đề đấy là đọc phát âm một số cái từ mới ở trên Word của chúng ta nhé. Mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên là từ buổi trưa. Là từ trung ngủ. Trung ngủ là buổi trưa. Tiếp theo là từ từ ăn là sư sư. Từ ăn sư. Sư phan này là ăn cơm này. Sư phan. Sư phan đây là từ. Sư phan. Sư phan là ăn cơm. Tiếp theo là từ sư thang là nhà ăn. Sư thang là nhà ăn. Sư thang. Tiếp theo là từ mán thầu. Mán thầu. Mán thầu. Mán thầu. Đấy. Mán thầu. Tiếp theo là mì. Mì phan. Mì phan. Mì phan. Mì phan là bánh bạc, là cơm, là cơm. Giao. Giao. Giao là muốn, có nghĩa là một từ muốn, tự từ muốn. Đấy, cũng có từ sang, sang, sang cũng là muốn này. Đấy. Tiếp theo là từ cửa. Cửa. Cửa đấy là một lượng từ. Đây là một từ lượng từ. Tiếp theo là quản. Quản. Quản này có nghĩa là cái bát. Cái bát ăn cơm của chúng ta. Đó. Cái này chư tan. Tiếp theo là chư tan. Chư tan là trứng gà. Chư tan là trứng gà này. Chư tan là trứng gà. Tiếp theo là thang. Thang là nước, là canh. Đấy, có nghĩa là nước, là canh. Tiếp theo là từ di. Di cha. Di cha. Tiếp theo là từ y xe. Y xe. Y xe có nghĩa là một chút. Tiếp theo là từ
机械。机械có nghĩa là những kia. Juicy. Tiếp theo là từ na xia. Tiếp theo là từ bao chư, bao chư, bao chư có nghĩa là bánh bao. Đấy. Tiếp theo là từ miễn thao, miễn thao. Đấy, đây là miễn thao. Có nghĩa là mì, có nghĩa là mì sợ. Đấy, đây là một số từ mà mình đã được học ở buổi hôm trước. Rất mong mọi người có thể chú ý lắng nghe, chia sẻ, ta chạm.